Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Hoàng. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ tam dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu Tước Về ngũ hành, ngũ hành niên mạch đại hải thủy ngày quý hợi tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại hải thủy kỷ tuổi đinh tỵ ất tỵ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành một cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọa về tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh tỵ, ất tỵ, đinh mão, đinh dậu tuổi xung trong tháng tuổi quý mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao sinh khí tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa tu tạo động thổ ban nền trồng cây sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, sau âm đức, tốt mọi việc, sau ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, Sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sau phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sau minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sau ngũ hợp, tốt mọi việc, sau nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ về nhà mới, khai trương, sao nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao nhân khách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao âm thác, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây mà các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp ngày thứ hai mùng 10 tháng 1 năm 2022 Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội cái điều này mang tới cho bạn có được cơ hội gặp gỡ một người bạn thân nào đó người bạn mà bạn đã mất liên lạc bấy lâu nay và hôm nay với bạn tuổi tý cũng là ngày lý tưởng để cho bạn có cuộc giao lưu với bạn bè sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tí cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cái điều này đem tới cho bạn có được cơ hội mới với bạn tuổi tí nên cân nhắc lúc này mở rộng mối quan hệ xã giao với mình gặp gỡ những nhân vật mới và thú vị ban đầu có thể bạn không tự tin cho lắm nhưng khi thấy được lợi ích từ việc này bạn sẽ dần cải thiện hơn về mình nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng cái điều này khiến cho tinh thần của bạn không được tốt cho lắm việc này cũng không hề tốt cho những ai đang có bệnh nền sẵn và với bạn tuổi Tý bạn nên hiểu rằng ngoài bệnh tình trên cơ thể còn có tâm bệnh nữa và khi bạn tin vào sự lạc quan thì tình hình bệnh tật của bạn cũng nhanh khỏi hơn mà thôi nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có được nhiều cơ hội kiếm tiền tiền bạc rộng rĩnh không lo túng thiếu tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy luôn tỉnh táo và sáng suốt trong từng lựa chọn của bản thân tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên tin tưởng lẫn nhau tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ không nên hành động thiếu suy nghĩ xem xét lại bản thân mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có được cơ hội thăng tín đang xuất hiện trước mắt mình nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 35, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được nhiều sự may mắn. Với bạn tuổi Sửu, bạn hãy tự tin, bạn có thể dựa vào chính mình để xử lý các vấn đề mà không cần phải nhờ tới người khác lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày của Thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự sáng tạo, nhưng có phần hơi có, vì vậy với bạn tuổi Sửu nên kìm chế cảm xúc của mình lại một chút sẽ tốt hơn cho bạn nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu bạn cũng đừng quên rằng cuộc sống là một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn sẵn lòng để cất lên tiếng cười và san sẻ tiếng cười đùa với những người xung quanh, bạn có thể tận hưởng một tốc độ thay đổi rõ rệt hơn hôm nay, dù ảnh hưởng của một nhân vật nào đó tác động không hề nhỏ lên cuộc sống của bạn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn lại đang có điểm báo sẽ có những rắc rối liên quan tới tiền bạc do sự không rõ ràng của bạn. Và nếu như bạn tuổi Sửu bạn là người cho vay tiền, bạn sẽ có cảm giác vô cùng tức giận khi người ta mượn tiền. Nhưng thất hứa thậm chí lại có thái độ bể trên không muốn trả nợ cho bạn nữa. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, không nên trần trừ, do dự. Tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, bạn có thể đang đánh giá sai về tình cảm của ai đó trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa, tránh nói những điều bản thân mình còn chưa cảm thấy chắc chắn. Tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ, bạn có ý thức cao trong việc nuôi dưỡng gia đình của mình. Tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc, đừng chủ quan với bất cứ dấu hiệu nào cảm thấy bất thường trên cơ thể của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 71, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Từ với Tuổi Dần, thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà Tuổi Dần, cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Dần đang có được báo hiệu đại qua một ngày gặp nhiều may mắn sẽ đến với mình. Với bà Tuổi Dần, bạn là người rất dội dự bình tĩnh trong các sự cố xảy ra trong ngày nhờ vào sự chia trợ cổ lục hợp quý nhân bạn tuổi dần thậm chí còn tìm được trọ dựa về tinh thần tuyệt vời để thúc đẩy niềm tin thúc đẩy sức mạnh ở trong mình trong thời gian này nữa lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tử dần đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội, nhiều tin vui về tài lộc, tin vui về tiền bạc giúp cho bạn tử dần hoặc là đơn giản là bạn bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền bạc, một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá, biết hạn chế trong việc chi tiêu những món đồ không thực sự cần thiết nữa. Xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm Tân Sửu ngày này thiêu hại thượng lạn ông, nhân thần nằm ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ, vì vậy với bà tuổi dần nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Và theo nhị thập bát tú, ngày này với ban tuổi dần nên làm những công việc như là khởi công, tạo thác, tốt nhất là về xây cất nhà cửa, chia mái, dựng hình, trộ cửa, dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, cắt áo, làm thủy lợi, kiên cự những công việc như là sửa hoặc là làm thuyền, chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Vì vậy, với bạn tuổi dần nên sắp xếp công việc sao cho hợp lý để đạt được hiệu quả cao nhất về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy dù bất cứ lý do gì bạn cũng đừng để tiền bạc quyền thế làm mờ mắt mình tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tình cảm lứa đôi hạnh phúc in vui và có được sự tin tưởng của mọi người. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, có được tầm nhìn xa trông rộng, bạn là người thông minh và nhanh nhẹn. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, cuộc sống của bạn ổn định hơn trước rất nhiều. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, có được quý nhân trợ mệnh, việc kiếm tiền được hanh thông, sung sẻ hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 98, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội gặp gỡ gần gũi với người mình thương nhiều hơn bạn mệnh tuổi mão đang trong giai đoạn hạnh phúc bạn hãy trân trọng lấy những gì mà mình đang có còn đối với những bạn đang còn độc thân á trong ngày này cũng gặp được nhiều may mắn khi tìm được người tâm đầu ý hợp với mình lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mão đang gặp được ngày có thiên tài năng đỏ cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự tỉnh táo hơn trong các vấn đề liên quan tới tiền bạc hơn nữa với nhiều nhân duyên tốt đẹp sẽ dẫn dắt giúp cho bạn có thể tiếp cận những cơ hội kiếm tiền mới và cho thấy vận may đang ở trước mắt mình nữa rồi bạn tuổi Mão nhé xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có thủy khí vượng cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề tốt tới vấn đề sức khỏe của bạn mệnh trong thời gian này vì vậy bạn cần phải lưu tâm hơn với ai đang ốm bệnh thì nên duy trì việc uống thuốc đầy đủ ngoài ra một giấc ngủ sẽ giúp cho tinh thần của bạn tốt hơn rất chi là nhiều nữa bạn tuổi mão nhé về câu quýt cho bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tìm được mối đầu tư hoặc là hợp tác có lợi cho mình. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, vợ chồng có được sự thấu hiểu, yêu thương lẫn nhau nhiều hơn. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, được mọi người tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, tình hình tài chính được khả quan hơn nhưng không được chủ quan. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, mối quan hệ xã giao không mấy hài hòa do bạn quá cứng nhắc Vài đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 10, số 59, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. tử vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi thìn bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được những điều tốt đẹp trong ngày hôm nay. Nhiều người khẳng định được vị thế của mình, được mọi người xung quanh tin tưởng và cái điều quan trọng là bạn chẳng hề hà gì trong việc đối mặt với các khó khăn ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bà Tù Thìn, lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này không chỉ ảnh hưởng xấu tới vấn đề sức khỏe của bạn, mà còn làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những vấn đề liên quan tới tiền bạc không được tốt. Thời gian này với bà Tù Thìn, nhu cầu mua sắm của bạn nhiều hơn, nhưng xem ra không đủ cho những kế hoạch của bạn. Và nếu có thể, với bà Tù Thìn nên nghĩ ra cách để gia tăng thu nhập cho mình bằng những nghề tay trái đi nhé và xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm Tân Sửu với bản tuổi Thìn đang có được sự tác động của nhiều sao tốt như là sao thiên quý, sao sinh khí, sao nguyệt tài, sao âm đức, sao ích hậu, sao dịch mã, sao phúc hậu, sao minh đường, sao ngũ hợp, sao nhân chuyên. Vì vậy, với bạn có thể thực hiện nhiều công việc quan trọng như thế là xây cất về nhà cửa, chia mái, dựng hình, trổ cửa, dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tầm, cắt áo, làm thủy lợi, kiên cự những việc như là đưa thuyền mới xuống nước hoặc là chèo thuyền. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc sau cho đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi thìn, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, bạn nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, do bạn quá đa nghi cho nên bạn bỏ qua nhiều cơ hội tốt đến với mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân vì nó tác động tới cuộc sống của bạn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, bạn có được sự thấu hiểu nhờ đó mà bao dung với mọi người hơn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, tiền bạc không thể cải thiện được một sớm một chiều. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, sẽ ra sự tranh chấp trong gia đình h họa hàng người thân và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 12 số 59 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu hồng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Hợi tuổi Tuất Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần than tỵ hỏi cái điều này làm cho bạn trở nên bốc đồng hơn rất thích đối đầu và bày tỏ quan điểm cá nhân của mình bạn bạn tuổi tỵ nên hiểu rằng khi bạn chẳng muốn lắng nghe ai nói thì cũng chẳng có ai muốn nghe bạn nói đâu nhé và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ nhờ có được chính quan trợ mệnh, cái điều này sẽ giúp cho tinh thần của bạn khá hơn rất nhiều. Với bạn tuổi tỵ hoàn toàn tự tin cho công việc mà mình đang làm. Tất nhiên, bạn vẫn cảm thấy gặp khó khăn như mọi người, nhưng quan trọng là bạn không bỏ cuộc, muốn làm mọi thứ cho đến cùng mới thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này khiến cho bản mệnh dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc ngày hôm nay. Và nếu thấy rõ những lọ hỏng về kiến thức liên quan tới vấn đề về tiền bạc thì bạn nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối, những rủi ro tiềm tàng ở trong đó bà tuổi tỵ nhé về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa hãy tránh xa những người mang lại cảm giác tiêu cực cho bạn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ suy nghĩ nhiều có thể gây ra tâm bệnh và các bệnh khác tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc nên giữ bình tĩnh tỉnh táo và sáng suốt khi xử lý những tình huống khó tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim tình cảm lứa đôi không được như mong đợi mâu thuận triền minh tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, dù trở ngại, hãy luôn nỗ lực nhìn về phía trước, thành công sẽ đến với bạn. Và đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, người tuổi Dậu. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn không khuội muộn phiền vì những rắc rối mà mình đang vướng phải nhưng đừng vì một chuyện nhỏ mà nản lòng như thế bạn tuổi ngọ nhé sức mạnh của bạn ở sau bên trong nếu như bạn biết khai mở thì chẳng có gì là đáng phải lo ngại cả và trong ngày thứ hai này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày có thủy họa tương xung cái điều này cho thấy sự nóng vội của bạn có thể là tác nhân gây ra những mâu thuẫn trong tập thể với bạn tử ngọ nên hiểu rõ vai trò vị trí của mình để biết điều gì mình nên nói điều gì nên không để tránh khơi gợi cảm xúc tiêu cực ở trong lòng người khác bạn tử ngọ nhé Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp năm tân Sửu theo hại thượng lạn ông. Ngày này, nhân thần nằm ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm họ. Vì vậy với bản tử ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về câu quýt cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tránh quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc cẩn thận kéo lại bị mất tiền hao của tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên châm ngoài những mâu thuẫn trong tập thể tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy cố gắng vì thành công đang mở ra ngay trước mắt tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tránh nêu ý kiến bất đồng với người không hiểu chuyện tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc kẻ tiểu nhân rình rập tìm cơ hội để hãm hại bạn và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 5 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 78 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu trắng quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tí Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là ba tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cái điều này giúp cho bạn có được một ngày rất chỉ là hạnh phúc với ba tuổi mùi có được những nụ cười rạng rỡ giúp cho bạn cảm nhận được niềm vui mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới và ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, hãy cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị như là đi ăn, đi xem phim, gặp gỡ bạn bè, cùng nhau tận hưởng một cuộc sống của tình yêu chớm nở nữa bạn tuổi mùi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, đang có được sự xuất hiện của thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này được xem là dấu hiệu tích cực cho công việc của bạn trong ngày hôm nay với ba túi mùi bạn có được nhiều quyết tâm hơn và thậm chí dành ngày này để lên kế hoạch cho cả năm nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong vận trình ngày thứ hai này với bà túi mùi lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có một số trăn trở của bạn mệnh về tương lai. Thế nhưng bạn phải đối mặt với sự thật rằng bạn có lên kế hoạch chi tiết đi chăng nữa thì vẫn có những chuyện bất ngờ xảy ra. Vì thế bạn hãy học cách đối diện với cuộc sống thay đổi không ngừng này nữa bạn tuổi mùi nhé. Câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này. Từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc phát triển được thuận lợi nhờ không ngừng cố gắng nỗ lực tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy các cặp đôi tìm được tiếng nói chung khi tìm hiểu kỹ về nhau tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nhờ nỗ lực cho nên nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình trở nên thuận hòa, êm ấm sau những hiệu lầm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không nên vội vàng đưa ra những lời hứa hẹn suông. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 52, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi thân bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bà tuổi thân đang gặp ngày có ngũ hành, thân hỏi tương hại và đây là lời cảnh báo để cho bà tuổi thân đề phòng kẻ tiểu nhân. Có thể bạn tự tin vào khả năng nhìn người của mình nhưng thực tế vẫn có thể xảy ra những sai sót nữa và ngày này với bà tuổi thân đi đâu làm gì cũng cần phải cẩn trọng để tránh việc quên đồ mất tiền vì từ đó sẽ nảy sinh ra những nghi ngờ mâu thuẫn trong gia đình khi giữa hai người đánh mất đi lòng tin vào nhau thì rất khó có thể lấy lại được như cũ nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày của chính quan trợ lực. Ít nhất thì với những cố gắng của bạn trong công việc cũng được ghi nhận. Bạn mệnh nỗ lực hết mình bởi bạn mong muốn có thể chứng tỏ được mình là người có năng lực xứng đáng với vị trí hiện tại nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tình cảm không như ý, một phần là do bạn cứng nhắc, từ vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, chỉ cần để sai sót xảy ra, mọi việc sẽ đổ sông đổ bể, từ vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút, đừng có lơ là, từ vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau, từ vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cẩn trọng trong từng quyết định hành động của mình, đừng để xảy ra sai sót. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 76, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dần, Từ với tuổi Dậu thứ hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022. Với bà tuổi dậu bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dậu đừng vì mấy lời góp ý của mọi người mà giận dữ vì trong đó cũng có những người có ý tốt. Cho dù một số đối tượng lợi dụng nó để cố tình hạ bệ bạn xuống. Đây là ngày mà ai đó sẽ dành cho bạn những lời chỉ trích nặng nề. Nhưng bạn nên lắng nghe để phân biệt đâu là thật, đâu là giả nhé và xem tử vi cho thấy trong ngày thứ hai này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này mang tới cho bạn có được những tin vui liên quan tới vấn đề về tiền bạc có thể chỉ là một dấu hiệu nhỏ thôi nhưng cũng là lúc để cho bạn tìm được hướng đi phù hợp cho mình và nếu như bạn đang cảm thấy hoang mang bạn nên lắng nghe và thử làm theo những người có nhiều kinh nghiệm xem bạn tuổi dậu nhé Ngày này, xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm Tân Sửu, Thiêu Hải thượng là ông. Ngày này, nhân thần nằm ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm họ, vì vậy với bạn tuổi Dậu nên tránh mọi sự tổn thương va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và trong ngày này, nếu như bạn tuổi Dậu có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn Về câu quýt cho bạn tự dậu trong ngày thứ hai này từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hãy biết tiết kiệm nhiều hơn khi thu nhập cao hơn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kéo lại gặp rắc rối có thể ập đến tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cẩn trọng trong cách hành xử kéo gây ra sự hiểu lầm tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tiền bạc dễ kiếm hơn thời gian trước đây rất nhiều tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim sức khỏe lúc này có dấu hiệu cải thiện đáng kể Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 60, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tuất

với bạn tuổi tuất bước sang ngày thứ hai này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho bản mệnh trong ngày hôm nay đây là ngày giúp cho bạn được tỏa sáng một số vấn đề gì đó từ đó giải tỏa đi những lo âu căng thẳng trong thời gian vừa qua khi tâm lý của bản mệnh bị ảnh hưởng và dường như với bạn tuổi tuất bạn đã có được câu trả lời và điều này khiến cho bạn cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều tuy nhiên đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn với người thân thậm chí là với một nửa của mình và có thể chỉ vì một lời nói gây tổn thương mà người ấy không còn muốn liên lạc với bạn nữa và nếu như bạn sai thì bạn nên xuống nước để nói lời xin lỗi bạn tuổi tuất nhé. Ngày này, xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp năm Tân Sửu với bạn tuổi Tuất đang có được sự tác động của nhiều sao tốt như là sao Thiên Quý, sao Sinh Khí, sao Âm Đức, sao Nguyệt Tài, sao Ích Hậu, sao Dịch Mã, sao Phúc Hậu, sao Minh Đường, sao Ngũ Hợp. Vì vậy, bạn có thể thực hiện nhiều công việc tốt như là khởi tạo, xây cất về nhà cửa, chia mái đựng hin, trộm cửa, dựng cửa, cưới gã, chôn cất, xuất hành và kiên cự những công việc như là chèo thuyền, đẩy thuyền mới xuống nước. Vì vậy với bà tuổi Tuất nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đạt được kết quả tốt nhất nhé. Và trong ngày này với bà tuổi Tuất đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về câu quyết cho bà tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa không phải lo lắng nhiều về vấn đề sức khỏe từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ bạn đã đủ dụng cảm bước ra vòng an toàn của mình từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc sức khỏe có dấu hiệu bị giảm sút cần phải chú ý nhiều hơn từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nhận được trái ngọt sau bao nhiêu ngày vất vả cố gắng từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mâu thuận xung đột khiến cho tình cảm lứa đôi bị giảm nứt và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 86, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi Sửu Từ với tuổi hỏi thứ hai ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi, chua chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp ngày có ngũ hành, hỏi hợi tự hình. Cái điều này làm cho bạn đang có niềm báo, chuyện bé xé ra to dưới góc nhìn của bạn trong ngày hôm nay. Và chỉ đến khi bạn nghe được lời giải thích thì lòng của bạn mới tạm lắng lại. Có những điều thực ra bạn chẳng cần phải tìm ra lời giải thích rõ ràng làm gì, việc đó chỉ lãng phí về thời gian và bạn cũng chẳng có thêm kinh nghiệm cho mình nữa đâu. Ngày này với bà tuổi hỏi, bạn hãy thôi nuôi dưỡng những tổn thương ở trong tâm của mình do ảnh hưởng của thương quan gây ra khiến cho bản mệnh đang có xu hướng suy nghĩ tiêu cực hơn khi đối diện với một số vấn đề nào đó. Và với bà tuổi hỏi, hãy cứ tự tin lên vì bạn cứ theo đuổi ước mơ của mình rồi có lúc bạn sẽ thành công và bạn sẽ là người yếu tố để lại ấn tượng khóa phai ở trong lòng mọi người nữa. Và ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng, cái điều này sẽ không hề tốt cho những ai đang mang bệnh ở trong người. Trong những ngày này, bạn tuổi hợi nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, bạn hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu của mình để bạn chỉ cần được đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành nữa rồi. Về câu quýt cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa tranh chấp mâu thuẫn không ngừng giữa các thành viên trong gia đình tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ mối quan hệ của bạn được cải thiện gia đạo an in trên dưới thuận hòa tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, cẩn thận đừng tin vào lời của người khác mà tiền mất tật mang. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, hãy thử cho mình cơ hội tin tưởng vào ai đó một lần xem sao. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, hiểu lầm, mâu thuẫn khiến cho hai người ngày càng xa cách nhau. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 45, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Ngọ cảm ơn các bạn đã xem video. Trên đây là thông tin về tử vi ngày thứ hai, mùng 10 tháng 1 năm 2022. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình trong ngày của mình được tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.